cho cả bà con đã quay lại với kênh Thỏ Miền Nam ha. Thì hôm nay mình đi Củ Chi, mình tiếp tục thu mua thỏ cho anh Hòa ở Củ Chi ha bà con. Hiện tại trại của anh là được khoảng 30 thỏ thịt xuất bán đợt này. Sau đây xin mời bà con cùng theo dõi video thu mua thỏ của mình. Trước mắt bà con đây là cái trại thỏ của anh Hòa ở Củ Chi. Mình thường hay quay để cho bà con xem. Rồi đây là cái dạng thỏ 2 tuần ra chuồng của bên anh Hòa ha. 2 tuần là cho ra chuồng hết. 15 đến 17 ngày cho ra chuồng tập ăn. Ra ngoài nó nhảy nó khỏe lắm. Còn mình... Con này có cho bú thêm không anh? Cái này nè. Con này còn bú nhưng mà con bên đây hết rồi. Con này bự rồi. Còn cái dàn này, cái lứa này là vẫn còn cho bú. Rồi. Con này là anh cho nó ăn. Con này thì được mấy bầy á. Còn cái bầy con này là bao lâu rồi anh? Bầy này lớn hơn cái này nửa tháng. Là con này được khoảng 45 ngày. Ừ. Con này ăn ký mấy hết rồi. Ký mấy hết rồi, cỡ này ký mấy hết rồi. Nó bị tróc cái mỏ ác là nó ủi vô cái chuồng được không? Ừ. Nó ủi vô cái cạnh chuồng nè. Nó ăn mạnh, nó ăn hết á. Yeah. Là nó ủi. Chứ là ngay chỗ mình cắt kẽm nè, nhiều khi nó ủi cũng trúng. Không, nó ủi lên đây nè để nó nâng cái chuồng này, nó ra đó. Nhiều bà con mình tưởng cái đó bệnh, đâu phải bệnh, không phải nấm. Cái đó là nó ủi cái chuồng thôi. Nó ủi rụng lắm. Con nào cũng như con nào ấy hơn. Rồi đó mới nuôi thấy vậy sợ thấy màu tưởng đâu ai nhà nhìn nó thấy ủi. Nấm thì nó sẽ có vảy chứ nó không có da không vậy. Nó bong bong lên nha, nó móc móc á, giống móc móc vậy nè. Này anh còn cái vàng này là được mấy tháng rồi? Vàng này nè. Vàng này nay đúng 3 tháng rồi đó. Đúng 3 tháng hả? Đúng 3 tháng mà 2 ký mấy hết rồi. Đúng 3 tháng là từ ngày đẻ. Đúng rồi. Là chuẩn bị bắt thịt nè. Rồi. Chút xíu mình bắt thịt luôn cho anh Hòa luôn đó bà con. Nhanh sẵn quay cho bà con coi luôn. Bình quân khoảng 2 ký 3 tới 2 ký rưỡi có con hơn. Rồi đây là những con thỏ thịt ở trại thỏ của anh Hòa ha, thì trung bình mỗi con từ 2,3 kg đến 2,5 kg một con hết. Theo như chia sẻ của anh thì anh nuôi từ khi đẻ ra tới lúc đạt trọng lượng là khoảng 3 tháng đến 3 tháng 10 ngày tùy theo lô theo lứa. Thì hôm nay mình sẽ bắt thỏ cho anh Hòa, và cái giá thỏ hiện tại mình bắt ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh là 63.000 một ký thỏ hơi nha bà con. Tạng thỏ này thì chừng 2 kg thôi nhưng mà nó cỡ khoảng cân nặng thì khoảng 2,3 kg đến 2,5 kg. Do là lông rất là sát. Còn rồi để trên luôn anh, có để trên luôn đi. Đây là rồi bắt đầu lẩu. Bỏ một lần mấy con? Một lòng 6 con anh. Mấy con rô nhỉ, nặng. Trời ơi, thiệt tình luôn. Rồi 5. Sự cố nhẹ. Đâu rồi? Nó chạy ra phía sau anh. Rồi sự cố nhẹ rất này bà con ơi. Rồi, rất may lạnh qua nó bắt được. Ây da da da. Rồi bỏ con nhỏ đi. Rồi, 6 em, anh chồng nó lên. Rồi, anh nhìn nha. Kêu người lặng luôn. Ây rồi. Này đi có một mình thật là lưu sư buông. Mấy đợt đi bắt thỏ có mấy bạn theo quay video khỏe. Ê trời ơi, chạy rất quen. Rồi kỳ trước bắt cũng có một con chuyên môn đào tẩu luôn. Ôi, thấy nó nhỉ kìa. Con này đẹp quá. Trời ơi, tiếc kìa. 5. Chủ dạy bán thỏ mà tiếc hồi hụi. 6. Ủa đủ không Mạnh? Hồi em chèn thêm anh, ở trên đi, để trên đi. Anh để sọt trên đi. Sau một hồi vật lộn với 24 em 26 em thỏ này thì
Bây giờ mình đã cho lên xe hết nha bà con. 26 em. Thì giờ do hôm nay rất là nắng thành ra là mình phải che cái lá ở trên để là hạn chế cái trường hợp nó bị sốc ha anh em. Rồi. Anh Hòa đang hỗ trợ mình chặt mấy tàu lá chuối. Rồi video bắt thỏ mình đây là hết rồi anh em. Mùa này cận Tết rồi, anh em trong hệ thống mình ai còn thỏ thì báo số lượng để mình bắt trước Tết nha anh em. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em trong cái video kế tiếp nha.